Đăng và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay mở đầu, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Những kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ASEAN 42. Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn. NATO tuyên bố không coi Trung Quốc là mối đe dọa. Máy bay không người lái cho thấy hàng trăm người được dẫn qua hàng rào biên giới trước khi thay đổi quy tắc. Liên Âu đàm phán gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, mạnh tay với các nước thứ ba. Bản tin chi tiết đầu tiên liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh Hội nghị ASEAN lần thứ 42 năm nay. Xin cảm ơn quý vị đến với phần tường trình của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, những kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ASEAN 42. Sau 2 ngày họp thì hội nghị cao cấp cao ASEAN lần thứ 42 đã bế mạc với nhiều văn kiện được thông qua. Tổng thống Indonesia là Joko Widodo chiều nay ngày 11 tháng 5 có buổi họp báo nhấn mạnh những kết quả đạt được. Tổng thống Indonesia Widodo cho biết trong 2 ngày họp thì các nhà lãnh đạo ASEAN đều hướng đến mục chung là biến ASEAN thành một khu vực hòa bình và thịnh vượng, trở thành tâm điểm của tăng trưởng. Tổng thống Widodo nhấn mạnh một số kết quả quan trọng. Trước hết là các nước ASEAN đã đạt được đồng thuận về những vấn đề chạm đến lợi ích của người dân, vốn trở thành mối quan tâm quan trọng của các nước ASEAN, bao gồm bảo vệ lao động, nhập cư và nạn nhân của tình trạng buôn bán người. Các quốc gia ASEAN đã có những cam kết về việc kiên quyết chống lại tình trạng buôn bán người, lạm dụng công nghệ. Vấn đề thứ hai liên quan đến tình hình Myanmar, có sự thống nhất rằng không một nước ASEAN nào được hưởng lợi từ cuộc xung đột này. Do đó, sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN là rất quan trọng để thúc đẩy giải pháp cho Myanmar. Kết quả thứ ba liên quan đến vấn đề tăng cường hợp tác kinh tế. Tổng thống Joko Widodo đã nhấn mạnh ASEAN nhất trí là xây dựng hệ sinh thái ô tô điện và quyết tâm trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới, lấy công nghiệp hạ nguồn làm trọng điểm. Ngoài ra thì thúc đẩy các giao dịch thương mại sử dụng nội tệ, tăng cường kết nối thanh toán khu vực bằng việc tận dụng các cơ hội đổi mới và công nghệ phù hợp với mục tiêu bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN để ASEAN ngày càng vững mạnh và độc lập hơn nữa. Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn. Vào ngày 11 tháng 5, Bộ Ngoại giao của Pháp ra thông cáo cho biết Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và cân bằng sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng của Pháp và Ngoại trưởng Trung Quốc vào tối ngày 10 tháng 5 tại Paris. Hợp tác kinh tế là một trong những ưu tiên thảo luận trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại thủ đô Paris, nhưng chuyến công du Âu Châu đầu tiên của ông Tần Cương. Trong các thông cáo riêng rẽ được đưa ra, cả hai phía đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải xây dựng một mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và cân bằng. Đây là một trong những ưu tiên hành động từng được Tổng thống của Pháp Emmanuel Macron đề cập trong chuyến công du Trung Quốc đầu tháng 4 của năm nay. Trong suốt nhiều năm vừa qua, Pháp luôn thúc giục Trung Quốc mở cửa thị trường nội địa nhiều hơn cho các công ty Pháp và châu Âu, đồng thời mong muốn cải thiện cán cân thương mại song phương do Pháp nhiều năm vừa qua luôn là bên chịu thâm hụt lớn trong mối quan hệ giữa hai nước. Máy bay không người lái cho thấy là hàng trăm người được dẫn qua hàng rào biên giới trước khi thay đổi quy tắc di cư. Video quay bằng máy bay không người lái từ biên giới của El Paso, Texas hôm thứ Năm ngày 11 tháng 5 cho thấy là hàng trăm người di cư tập trung tại hàng rào biên giới, một số được dẫn qua cổng. Hoa Kỳ đã chứng kiến số lượng lớn các cuộc chạm trán ở biên giới ở một số khu vực nhất định. Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ là Alejandro Mayorkas đã báo cáo hôm thứ Năm trước khi hạn chế nhập cư COVID-19 được gọi là hết hạn vào nửa đêm của tiêu đề 42. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong tuần này đã đưa ra một quy định về tị nạn mới có thể từ chối quy chế tị nạn đối với hầu hết những người di cư vượt biên trái phép qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Hiện biện pháp này sẽ có hiệu lực ngay sau khi tiêu đề 42 kết thúc.
Ông Mayorkas cho biết các gia đình di cư bị bắt vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp thường sẽ bị trục xuất trong vòng 30 ngày nếu họ không vượt qua được quy trình sàng lọc tị nạn ban đầu theo như tiêu chuẩn mới. Các quan chức Hoa Kỳ trước đây cho biết là họ dự định trục xuất người di cư trong vài ngày nếu họ bị từ chối tị nạn theo tiêu chuẩn mới. NATO đã tuyên bố không coi Trung Quốc là một mối đe dọa. Các quan chức quốc phòng cao cấp của NATO mới đây khẳng định liên minh quân sự này không coi Trung Quốc là một mối đe dọa, trong bối cảnh ngày càng nhiều tranh cãi xung quanh việc NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng và hoạt động sang châu Á. Phát biểu trên được tướng Rob Beer, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của NATO đưa ra trong buổi họp báo bên lề cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels vào chiều ngày 10 tháng 5. Ông Rob Beer, liên minh quân sự NATO, nhìn nhận Trung Quốc và Nga hoàn toàn khác nhau. NATO đã nhìn nhận Trung Quốc không phải là một mối đe dọa, mà là một thách thức và điều khác biệt khi đề cập đến các kế hoạch quân sự. Đó là NATO không khai triển các kế hoạch quân sự chống lại Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đang làm điều đó để chống lại Nga và các nhóm khủng bố. Đây là điều mà các lực lượng của chúng tôi đang tập trung hành động. Tuyên bố của quan chức quốc phòng cấp cao NATO đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh cãi về việc dưới sức ép của Hoa Kỳ, NATO đang thay đổi chiến lược để mở rộng phạm vi hoạt động ra bên ngoài khu vực địa lý truyền thống của khối này là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Mới đây, các nguồn tin báo chí và ngoại giao cho biết NATO đang thảo luận với chính phủ Nhật về việc mở văn phòng tại Tokyo, làm dấy lên những lo ngại về việc NATO lấn sân sang châu Á, làm phức tạp môi trường an ninh khu vực và gia tăng nguy cơ đối đầu với Trung Quốc. Trước đó, trong cuộc họp cấp cao trong thời gian vừa qua, NATO đã mời nhiều quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương như Nhật, Nam Hàn, Australia tham dự. Kính thưa quý vị, Liên Âu đã đàm phán gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, mạnh tay với các nước thứ ba. Các quốc gia thành viên Liên Âu hôm qua, ngày 10 tháng 5 đã bắt đầu thảo luận gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên thì khác với những lần trước đó, lần này Liên Âu muốn xử lý mạnh tay với các nước thứ ba và thực thể bị xem là cố tình trốn tránh trừng phạt. Theo như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Liên Âu sẽ thực hiện một cơ chế mới nhằm cắt giảm xuất khẩu sang các nước thứ ba và bổ sung hàng chục công ty vào danh sách đen, trong đó có Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan. Liên Âu cũng sẽ ngừng quá cảnh qua Nga đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu hơn, để bao gồm các sản phẩm công nghiệp tiên tiến và phụ tùng máy bay. Liên Âu coi việc trốn tránh các lệnh trừng phạt là lý do khiến những gói trừng phạt trước đó nhằm vào Nga không đáp ứng được kỳ vọng. Dựa trên phân tích các dữ liệu xuất khẩu của Đức kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, gọi tắt là EBRD, cho biết một số hoạt động thương mại bị cấm của Liên Âu đang chảy vào Nga qua Kaka và Trung Á. Để chính thức có hiệu lực thì gói trừng phạt mới cần được tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên Âu phê chuẩn. Nếu được thông qua thì đây sẽ là lần đầu tiên mà khối 27 nước thành viên nhằm mục tiêu vào Trung Quốc liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Trung Quốc hồi tuần này đã mạnh mẽ chỉ trích Liên Âu cùng với Hoa Kỳ đang tìm cách biến cuộc khủng hoảng Ukraine thành một nút thắt trong quan hệ hai bên. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ các bản tin của đài trình IBC TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những tin tức mới nhất trong phần 2.